Okay, so tại tụi nó này dân thơ ca review hero bạn si vậy đi đa hero ní bây dân cần lấy mà mới thằng tham mà bón cứ lấy riêng ti phẩm pờ rồi cao sản phẩm bốn á nâng này hay hero này thưa ca đã luận không tần lại sai sắp là lá hay tại ní ai cho bán tí tôi tiện mà sân nhà này tụi nó ní chạp rắm cho mới thằng hero này. Okay, chẳng những chỗ tụi mới tụi nó ní ta hero đã miên tần lại sai sắp là lá nào nó cô lồng vế thầy bạn si vậy đi ní miên ai thêm mấy là nè. Okay, let's go. Chẳng xong bà chạy tính nhé chấm bộ ai tìm nâng tu hề rô cứ áo ý nâng xóp bằng kia nâng áo mà áo xí xong lưu khá cho cha bỏ mà chạc kê cho mùi nẹ tênh đê nâng này. Ok cắt bẹt các ba mùn bột muối ao mùn bột bẩm bớ khao mùn bột bẩm bớ chạy là bà chạy mà crop chạy là bà chạy bì crop áo vốt bạc bạc bột bẩm bốn ta tố strength vị trí strength vị trí strength VAT damage strength VAT damage. Ok, ấy chắc ta tối này bạn si vậy đi cứ ai lên màn á, này. Hay chấm bùa sập hậu quan hạt bàn, hậu bạn chắc cứ pi phe thế hay phe đôi thì mũi cứ bạn sập pi, phe đôi thì pi mà phe bớt phe đôi thì bay chắc sập bay đường phe đôi thì bốn hà sập mũi. Chấm bùa bắp strength đập bầm bay AGI đập bầm bay bắp INT in bầm bớt phe rồi hay bắp này càng cao mới cứ strength đập bầm bay AGI đập bầm bay nè. Hay chúng ta tao này cứ chi ban đó khai đập mối tìm phải bằng mối filament có thơ filament là phải 4 đại vì tần lãng strength 35 AGI 35 vì vậy thì 35 nó lên bài nước của bạn này vì em này chúng ta rep chẳng hero này rep chết mà mơ này chẳng rep còn ban bằng bài bọn buôn rồi mà sai dập bí rep bạn bài cứ ban pram bọn bí rồi sao thầm bài bạn sĩ vậy đi cứ mình trâu ca rep xong rập bạn bài thế nâng này. Ok, chẳng đây chỉ ai thêm một con hero bỏ quát. Chẳng con miên. Nè. Con miên áp đô vô HS. HS muốn á, nâng là chỉ nốn 737. Miên VIP là vài muối. Bà ơn nấu, bà mưa sẵn. Ok, ngày sáng sắp, ổ hãy. Cái đô, phơm hẳn đấy. Point silver cup hông. Ok, point silver cup hông con miên buôn rồi. Buôn point mà rồi 34. Cáo cáo miên màn chốt. Ok, miên tràn đá mà chốt. Vì chốt. Ok, mình bị chốt máy là cái áo cao quán á. Ok, dân tầm mơ nồng xoap quán. Item Keeper. Tạm phật, nhưng mà trong review item được không item Keeper. Để sao mà xong cả này dân review chúng ta lấy. Khơi những item chart nó bị tên hero má. Ở hai item mình linh. Khi ta được tịch. Tạm thầm đã tả lấy những cái xí xong ta lơ dân để cho trái là nâng này. Ok, đây chỉ item keeper bao quát, chẳng miền này cái khá đi, là bà cạn đấy, sạp đồ vô đi nữa. Nếu, chờ nè, thật item ở bên chảo. Đấy, giờ mở bán. Bán thì bán bạc bị cái đồ là phải bài thế nè, đừng này, bài chất, bà học. Ok, miền bà bắn nữa. Ok, hay chấm bố hỏa cạn đi, trong giới thái chất bán cạn phải bay giờ lạc ấy nè. Tam tam đá bắp và bấy đôi chỉ trâu ca mười nhầm tầm mười ao dương từ chai point nâu ở bay trình đầm lòng tớ nè tầm mười sẵn hero nó cát có chai mình tên cát chai mình tên phải giải hero phải giải si ní si ở bọc mé si vô món nâng này ta làm si tam thầm đá ba ba cát bằng nâng mền là vào bằng này đi cứ ai là vào thầm những lý nâng này. Bắt linh là sọp chạm tịch màu màu ăn gì mới ạ phía chân này màu lại nó càng màu càng xinh nhanh màu này này nè mau ơi ô ơ hả lý nhé nè ôi chưa mở bắp là bà bấy đô pra can mà ok nè đôi giờ vay để con giấy mến chất ban bắp là bà bấy mối nè bà ta pê để tính nè tao có thể ai cho cha mới có tất cho người ta có đại tả lại sai sập lại nè ai cho cha bọn chọc anh thịt tôi nhá trời
nhưng mà tôi đang ta có ai thằng ca này ở đấy nè chạm mưa bờ sân chạm vào làm hero này ấy mình má chat xuôi nhầm môn sân thằng ca đấy ta mình chắc cái ai thì còn ai cho nó hay bờ sân chạm ao ta cho cha thay kia tích tụ chi tiết đó khó thay kia buồn nằm lại chẳng tiết đó cái ai ao thằng ca đang tao thì còn mày nè ngay ok chẳng chạm po ca đi view hero bạn si vậy đi miền bờ phần nữa mà chạm vào làm ai chat mà không phê ra giờ cái mình bán là mày thôi ca tinh nào hero si vậy đi này ok à con bye bye.